Xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với bản tin của Bóng Đá Trẻ VN. U23 Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á với hành trình có 1-0-2 đã khiến cho không chỉ truyền thông khu vực phải ngả mũ mà truyền thông Trung Quốc cũng rất ấn tượng với hành trình lên ngôi vô địch của U23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á 2022. Báo chí ở đất nước tỷ dân lo ngại rằng U23 nước này sẽ phải đối đầu với U23 Việt Nam ở ASEAN Hàng Châu vào tháng 9 tới đây và rất có thể U23 Trung Quốc một lần nữa thất thủ trước U23 Việt Nam ngay ở sân nhà. Đó là viễn cảnh mà truyền thông Trung Quốc đang rất lo sợ khi mà U23 Việt Nam đã vô địch U23 Đông Nam Á một cách không thể thuyết phục hơn. Tối ngày 26 tháng 2, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số tối thiểu để lên ngôi vô địch giải Đông Nam Á. Ở giải đấu lần này, U23 Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn lực lượng vì dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, thầy trò ông Đinh Thế Nam đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, chiến đấu đến cùng để mang về vinh quang cho Tổ quốc. Truyền thông Trung Quốc cũng rất ấn tượng với hành trình lên ngôi của Việt Nam. Tờ Sohu nhấn mạnh tinh thần vượt khó của U23 Việt Nam và cho rằng đội hình lên ngôi Đông Nam Á của Việt Nam vẫn thiếu vắng rất nhiều trụ cột. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, U23 Việt Nam dường như không thể sử dụng đầy đủ những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi. Tuy nhiên, với những cầu thủ sinh năm 2003, U23 Việt Nam vẫn đánh bại Thái Lan để lần đầu tiên vô địch giải Đông Nam Á. Báo chí Trung Quốc có lý do để dành sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam. Tháng 9 năm nay, U23 Việt Nam sẽ tham dự ASEAN 19 được tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc. Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thành phần tham dự ASEAN 19 chủ yếu là lứa tuổi U21, tức là thế hệ vừa lên ngôi vô địch ở giải Đông Nam Á. Tờ Sohu cũng bày tỏ sự lo ngại nếu đội nhà phải gặp Việt Nam ở ASEAN. Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc vừa để thua sốc trước Việt Nam vào ngày mùng 1 Tết. Một sự kiện lớn khác trong nửa cuối năm nay là ASEAN 19 sẽ tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc. Và đội U23 này rất có thể sẽ đại diện cho Việt Nam thi đấu ở Hàng Châu, Trung Quốc tới đây. Với tư cách là đội chủ nhà, U23 Trung Quốc liệu có thể gặp đội bóng này hay không? Và chúng ta có cơ hội để chiến thắng hay không? Đó là câu hỏi mà truyền thông Trung Quốc đang đi tìm lời giải. Ở giải U23 châu Á 2018 được tổ chức cũng tại Trung Quốc, U23 Việt Nam đã lên ngôi Á quân, giờ đây thế hệ kế cận lại tiếp tục vô địch. Điều đó cho thấy bóng đá Việt Nam đang hái quả ngọt nhờ công tác đào tạo trẻ khá tốt của mình. Bóng đá Trung Quốc cần phải quan tâm đến đào tạo trẻ nhiều hơn nữa, nếu không muốn tái diễn những trận thua như trước đội tuyển Việt Nam vào ngày đầu năm mới 2022 vừa qua, tờ Sohu đã nhận định như vậy. Trong đội hình vừa vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam nổi lên rất nhiều gương mặt sáng giá, trong đó có trung vệ Trần Quang Thịnh. Hậu vệ được ví như đỉnh trọng mới của bóng đá Việt Nam, từng bị cho là không đủ khả năng theo đuổi bóng đá. Có thể nói trong hành trình vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 của đội tuyển Việt Nam, trung vệ Quang Thịnh là một trong những cái tên đóng góp nhiều nhất. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Nhân dân chơi đủ cả 4 trận, thể hiện sự chắc chắn, bản lĩnh, trở thành chốt trận tin cậy nơi hàng thủ. Đáng chú ý, anh được nhiều người hâm mộ ví von như là đỉnh trọng mới của bóng đá Việt Nam bởi phong cách thi đấu điềm tĩnh cùng chiếc áo đấu luôn được Servin. Giống như người đàn anh khoác áo đội tuyển quốc gia, Quang Thịnh không có thể hình quá lý tưởng, nhưng anh gây ấn tượng bằng khả năng phán đoán bọc lót cũng như cản phá rất tốt. Nhìn Quang Thịnh thi đấu, ít ai nghĩ anh chỉ có tên ở thành phần U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á nhờ tấm vé vớt. Càng ít người nghĩ trung vệ quê Hải Phòng từng bị cho là không đủ tố chất để theo đuổi bóng đá. Nhớ về những ngày mới chạy theo đam mê chơi bóng tròn, Quang Thịnh tiết lộ: "Năm 2011, tôi trốn bố mẹ đi tuyển sinh ở câu lạc bộ Hải Phòng. Năm đó tôi được nhận nhưng chưa đầy một năm đã bị các thầy loại vì không theo kịp các bạn. Tâm lý của một cậu con trai mới lớn bị ảnh hưởng khá nhiều bởi biến cố này. Và cậu tiếp tục chọn cách vùi đầu vào những trận bóng với đám bạn cùng trang lứa. Thế rồi cơ hội đã đến với Quang Thịnh một lần nữa. Khi anh 13 tuổi, nhờ anh họ giới thiệu, anh được chọn vào đội U13 Công an Nhân dân và gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp từ đó cho tới nay. Một chi tiết nữa là không phải ai cũng tỏ, dù chơi xuất sắc ở 3 trận trước đó, cầu thủ Công an Nhân dân đứng trước nguy cơ vắng mặt trong trận chung kết với Thái Lan hôm ngày 26 tháng 2 khi cho kết quả dương tính với Covid-19. Rất may kết quả xét nghiệm vào buổi sáng ngày diễn ra thi đấu của anh lại cho kết quả âm tính và những gì diễn ra sau đó là một phần của lịch sử. Bóng đá với tôi là một câu chuyện dài, đã có lúc dường như tôi phải dừng lại, nhưng lại có cơ duyên để bước tiếp. Bóng đá với tôi giống như nghề chọn người vậy, Quang Thịnh đã chia sẻ như vậy. Tiếp theo thì những diễn biến ở V-League 2022. Huấn luyện Kiatisak Sinamuong gửi lời cảnh báo đến dàn sao Hoàng Anh Gia Lai.
Thuyền trưởng Hoàng Gia Lai đã có những chia sẻ về việc sử dụng nhân sự tại mùa giải 2022 với truyền thông Thái Lan. Không ai là có thể bất khả xâm phạm. Trở lại Pleiku theo lời mời của Bầu Đức, huấn luyện viên Kiatisak đã đem đến luồng sinh khí mới cho Hoàng Gia Lai khi giúp đội dẫn đầu V-League 2021 sau 12 vòng đấu. Tính đến mùa giải 2022, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2022. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi mà Zico Thái đang có được đội hình đồng đều với nhiều cái tên góp mặt tại đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam. Hơn nữa, rất nhiều cầu thủ ở năm cuối của bản hợp đồng khao khát có một chức vô địch như món quà ý nghĩa tri ân Bầu Đức khi nuôi dưỡng họ lúc mới 11-12 tuổi từ năm 2007 đến nay. Tuy nhiên, với quan điểm của Zico Thái không phải đá chính ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì sẽ nghiễm nhiên có một suất ra sân tại câu lạc bộ. Trả lời trên tờ Sambot của Thái Lan, Kiatisak đã chia sẻ: Hoàng Anh Gia Lai hiện có rất nhiều cầu thủ giỏi nên tôi luân chuyển đội hình. Tôi muốn tạo sự cạnh tranh công bằng để ai cũng có cơ hội ngang nhau trong mọi trận đấu. Đó là chiến lược sử dụng nhân sự của tôi. Minh chứng cho điều này là việc nhà cầm quân người Thái đã xếp Công Phượng ngồi trên băng ghế dự bị trong trận mở màn V-League 2022, hòa không bàn thắng với Nam Định vào cuối tuần qua. Việc cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai phục vụ đội tuyển quốc gia là ưu tiên của chúng tôi. Sau khi cầu thủ từ đội tuyển quốc gia trở về với câu lạc bộ chủ quản, nếu các cầu thủ đủ thể lực thi đấu 90 phút của từng trận, thì tôi sẽ chọn họ đá chính. Nếu các cầu thủ chưa sẵn sàng thi đấu đến phút 90, họ sẽ có thể nói chuyện với tôi để tôi tính toán thời gian ra sân của họ. Điều tôi muốn hướng tới là các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất khi thi đấu. Điều này có thể dễ hiểu dưới triều đại của Kiatisak, không một ai có thể bất khả xâm phạm nếu như không đáp ứng được các yêu cầu từ ban huấn luyện. Huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ với truyền thông Thái Lan như là lời cảnh báo đến các ngôi sao như là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy. Hoàng Gia Lai có những thay đổi mạnh mẽ về lực lượng tại mùa giải 2022. Đầu mùa giải, đội bóng đã bổ sung thêm 10 cầu thủ trưởng thành từ công tác đào tạo trẻ vào đội hình 1. Đây được xem là thay đổi lớn nhất của nhà cầm quân người Thái. Khi hướng đến mùa giải thứ hai bận rộn khi phải chinh chiến 3 đấu trường là V-League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League. Sau trận hòa 0-0 trên sân khách Nam Định tại vòng 1 V-League 2022, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về sân nhà Pleiku để tiếp đón Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2022. Một chiến thắng là điều mà thầy trò ông Kiatisak hướng đến như một món quà dành tặng cho người hâm mộ Phú Núi trong ngày khai sân Pleiku tại mùa giải mới. Cuối cùng thì thủ môn Philip Nguyễn báo tin vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Philip Nguyễn rất có thể sẽ đầu quân cho Bình Định vào tháng 5 tới đây, hy vọng sớm có quốc tịch Việt Nam. Câu lạc bộ Bình Định là đội bóng Việt Nam đánh tiếng lớn nhất về việc muốn sở hữu thủ môn Philip Nguyễn. Philip Nguyễn dự kiến sẽ về Việt Nam vào ngày 18 tháng 5. Và câu lạc bộ Bình Định là điểm đến được anh cân nhắc. Nếu gia nhập đội bóng đất võ, Philip Nguyễn có hơn một tháng để tập luyện, chuẩn bị cho ngày V-League 2022 trở lại vào tháng 7 năm 2022. Anh cũng tái ngộ với người bạn Mạc Hồng Quân. Ngoài vấn đề hòa nhập, Philip Nguyễn có thời gian và điều kiện để hoàn thành việc sở hữu quốc tịch Việt Nam. Philip Nguyễn có bố là người Việt Nam, ông Nguyễn Minh, mẹ là người Cộng hòa Séc. Ở vòng 1 V-League 2022, ông Minh đã có mặt tại Quy Nhơn xem trận Bình Định thua Viettel 0-2. Ông Minh thay mặt con trai tìm hiểu điều kiện ăn ở thi đấu tại câu lạc bộ Bình Định. Bên cạnh đó, phía Philip Nguyễn có thể thoải mái đàm phán với bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Philip Nguyễn sẽ hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ hiện tại ở Cộng hòa Séc vào tháng 6 2022. Đến tháng 5 2022, mùa giải Cộng hòa Séc kết thúc, cũng là lúc Philip Nguyễn có thể trở về Việt Nam. Việc Philip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam là rất quan trọng, là cơ sở để Bình Định có thể ký hợp đồng với anh. Bởi lẽ Bình Định đã có đủ suất ngoại binh và không thể ký thêm. Bên cạnh đó, rất ít đội bóng của Việt Nam chịu dành một suất ngoại binh cho vị trí thủ môn. Theo điều lệ của ban tổ chức V-League, ngoài trừ những đội dự AFC Champions League và AFC Cup, những đội còn lại chỉ được đăng ký 3 ngoại binh. Philip Nguyễn sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1m90 và là một trong những người gác đền tốt nhất tại Cộng hòa Séc trong 4 mùa giải gần nhất. Anh từng có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Cộng hòa Séc nhưng chưa thi đấu trận nào. Năm 2016, Philip Nguyễn từng được huấn luyện viên Mai Đức Chung mời về thử việc ở Thanh Hóa FC. Tuy nhiên, đôi bên đã không đạt được thỏa thuận do suất ngoại binh có hạn. Từ năm 2020, Philip Nguyễn cũng đánh tiếng muốn được nhập quốc tịch Việt Nam và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã chào đón, nhưng quá trình lấy quốc tịch không phải chuyện đơn giản liên quan đến luật pháp Việt Nam.
Nếu Philip Nguyễn gia nhập Bình Định thành công và có quốc tịch Việt Nam, thì đội tuyển quốc gia sẽ có thêm nhân tố chất lượng ở vị trí thủ môn, hướng tới AFF Cup 2022 và Asian Cup 2023. Vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam có nhiều lựa chọn như là Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Lâm, Văn Hoàng và rất có thể sắp tới đây là Philip Nguyễn. Trước Philip Nguyễn, Văn Lâm và Mạc Hồng Quân là những cầu thủ Việt Kiều từ Đông Âu đã thi đấu thành công tại Việt Nam. Ngoài ra, thủ môn Việt Kiều Patrick Lê Giang, 30 tuổi, cũng được chú ý. Anh cũng có nhiều năm bắt ở Cộng hòa Séc và Slovakia. Có thể nói sau thất bại tại AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là đã ngỏ ý với Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn tăng cường các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài cho đội tuyển quốc gia. Thông tin trên được hé lộ bởi truyền thông Thái Lan, tờ Sambot của xứ sở Chùa Vàng đã viết, huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo dự kiến sẽ gọi các cầu thủ Việt Kiều đang thi đấu ở nước ngoài về giúp cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2022 sau màn trình diễn không tốt tại vòng loại cuối của World Cup và AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam đã không hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 nên đã lên kế hoạch cải tổ đội bóng để mạnh hơn. Họ chuẩn bị gọi các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là từ châu Âu về để tăng cường sức mạnh, tờ Nhật báo thể thao hàng đầu của Thái Lan đã viết như vậy. Trong năm 2022, đội tuyển Việt Nam ngoài 4 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ có thêm AFF Cup vào cuối năm. Đồng thời, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tham dự ASEAN Games tại Hàng Châu của Trung Quốc vào tháng 9 tới đây. Trong giai đoạn năm 2022, nhiều cầu thủ Việt Nam ở nước ngoài dự kiến sẽ trở về thử việc tại Việt Nam. Đây là kế hoạch mà ông Park Hang-seo đã dày công chuẩn bị từ lâu cho nhiều giải đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong năm mới 2022. Thời gian trước, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng theo dõi rất nhiều cầu thủ Việt Kiều khác nhau đang thi đấu tại châu Âu để bổ sung nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Riêng trong năm qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vị huấn luyện viên của Hàn Quốc không thể có nhiều điều kiện theo dõi các cầu thủ dạng này nên vấn đề bổ sung cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam tạm thời bị gác lại. Dự kiến tới đây ông Park Hang-seo sẽ tái khởi động kế hoạch trên. Những cầu thủ gốc gác Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài, ngoài thủ môn Đặng Văn Lâm đang khoác áo đội tuyển Việt Nam còn có Alexander Đặng Na Uy, Jason Quang Vinh Benda Pháp, rồi Philip Nguyễn Cộng hòa Séc, Nguyễn Hồng Anh Nga, Kevin Bùi Hà Lan, Eric Nguyễn Tây Ban Nha đều đang được nhắm đến. Họ quyết tâm thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, tờ Nhật báo thể thao của Thái Lan đã khẳng định như vậy. Và hy vọng rằng với sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua sẽ thu hút được nhiều nhân tài từ khắp thế giới về phục vụ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới đây. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.